Quý vị và các bạn, thì ở các clip trước á, thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các loại thiết bị xi mạ, thiết bị phun sơn. Thì hôm nay qua clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái súng phun hóa chất KS của hãng Kaeyong KZ112. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái hộp và chúng ta sẽ có một cái súng phun hóa chất đây. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái súng phun sơn này KZ112 nhá, của hãng Kaeyong. Thì đây nó sẽ là nút chỉnh cái lượng hơi nhiều ít này, đây là đường vào hơi, đây là nút chỉnh cái lượng hóa chất ra nhiều ít, và đây là cái nút chỉnh độ trụm xòe của cái đường ra hóa chất. Thì đây là đường vào hóa chất, thì có ren 1/4 hết nhé. Thì trên cái nắp chụp này nó sẽ có đến 10 lỗ để xé tơi hóa chất, nên hóa chất ra rất tơi mịn. Nắp chụp bằng teflon. Thì và đây là cái đường tiếp xúc hóa chất thì bằng inox, nên bởi vậy rất là bền. Thì ngoài cái súng phun hóa chất KS này thì công ty Vigo chúng tôi còn cung cấp các loại súng phun hai đầu trên một nắp chụp đó, súng phun hóa chất hai đầu, rồi các cái loại hóa chất, rồi các cái thiết bị xi mạ chrome nano. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách, chúc quý khách thành công. Cái này có thể chỉnh to nhỏ được nhá, nhiều ít sơn, nhiều ít hóa chất được này. Này chỉnh ít hóa chất được. Ta có thể chỉnh hoặc là chỉnh to hết cỡ ra cũng được.